Show Việt VN bán đích được một bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Mua Việt nha. Hello cho bạn nha, hôm nay Mua Việt sẽ chơi Du Béo, vị tướng đấu sĩ hot nhất mùa 22. Nên luôn một phát nữa thôi, sau đó lướt châu hai có giáp. Ghê phết. Hôm nay thì nói chung chơi gấu thì cũng chơi nhiều rồi, nhưng mà anh em yêu cầu nhiều quá nên hôm nay nó lại xuất hiện đấy anh em ơi. Nếu các bạn muốn Mua Việt làm con tướng nào, nhớ comment bên dưới nha. Mình sẽ thực hiện tất tần tật và tuốt tuần tuột theo cầu anh em. Chơi với anh thơ thì tất nhiên mình không muốn là làm thơ với nàng thơ rồi, nên là mình sẽ di chuyển nhiều để hỗ trợ cho team nhé. Đó là cái cách mình chơi gấu khi đối đầu với những kiểu trâu bò, những kiểu khó nha. Team map này, thực ra thì mình cũng không có thích team map, nhưng mà nhìn anh em chơi game map xong combo ảo quá này, có khi là cũng tập game map đi. Ở cái này thì tập dần dần anh em ơi, thỉnh thoảng sẽ game nhưng mà nó thực sự là không có quen tay. Ok rồi, chơi trận đấu này khi gấu béo Zuka cũng có mạng chơi với anh thơ thì toàn dùng cái chảy đập vào đầu thôi. Mình đập anh thơ như kiểu mỗi đốt y slot nên là mình chuyển qua mục tiêu khác nha. Đúng là đầu game không cách nào thắng được thơ. Thơ chỉ cần biết chơi là ok, còn mình thì thôi đập dừng tí mạng. Hỗ trợ bạn Na, Na ơi chạy nhanh lên. Còn sống nha, còn sống là còn chạy được. Chạy thẳng một mạch đi, có bờ xanh mà. Ui à, tên rơi đáng lạc tí thì là bé La lên bảng đến số rồi. Natalia hay lắm bạn ơi. Lúc lùm combo thì Mia thứ gì chạy được, làm gì có chiêu gì cơ động đâu. Thơ thì cứ chạy lòng vòng thôi, nói chung là bị mình xoay như con trong chóng với chất tướng cơ động của Zuka. Anh em đừng chơi khô máu với Thơ đầu game nhé. Anh em thấy mình cấu gì hả chưa? Không mất một tí máu nào, bạn ấy lại hồi đầy máu ngay liền nha. Nên là muốn giết được Arthur thì phải có đồng đội hỗ trợ. Anh em thả thính này, đây, mình sẽ đợi Nata đến hỗ trợ này. Nhanh lên Nata ơi. Nata ơi, Nata, đi vòng con sau ý. Rồi, bây giờ lên này, chơi này, chơi này, chơi. Chơi bạn ơi, đúng rồi, thế, ok. Nãy phải mất tốc biến rồi. Thế mới giết được thơ đi anh em ơi. Nói chung là chất tướng mạnh đầu game hơn là chúng ta phải chơi mẹo như vậy thì mới thắng được nha. Chim sẻ gói đại bàng, không đánh được thì ta chơi gọi hội. Tuy ta không khỏe nhưng anh em ta đông đó. Đấy là cái chiến thuật cực kỳ hay khi mà đối đầu với những con tướng bá đạo đầu game khỏe, những con tướng solo bá cháy như Omen hay là Florentino. Anh em hoàn toàn có thể chơi gọi hội và dễ dàng giành chiến thắng lên nha. Sau khi anh em có đồ rồi thì kèo nào anh em cũng có thể chơi được, bởi vì đây là vị tướng đấu sĩ hot nhất mùa 22. Nó đủ cơ động, nó đủ đam sốc và nó đủ cái độ ảo diệu để các bạn gánh team gấu thời điểm cuối game. Anh em nhớ lên mắc hồi chiêu cho gấu nha. 35% đó là mắc hồi chiêu, không nhất thiết phải lên 40% đâu, 35% là đủ. Bởi vì mình có này cái thương long, này cái kiếm Damasa và cái trang bị phước kiếm là 35% rồi. Như vậy là đủ rồi nha. Sau đó anh em cứ gọi là lên full dam cho Zuka. Còn nếu trận đấu nào mà thọt quá, ấy à, ấn lộn chưa anh em, ấn lộn tăng cấp thành cầu băng, trời ơi, thế là phí một lần ao bờ nhây rồi. Tí mà có lỡ là không có gì để lấy đam đâu, chiêu của nè, một xíu đam thôi, mình hồi chiêu nhanh lắm bạn ơi. Chơi thương long mà, hồi chiêu siêu nhanh nha, nói chung con này cũng chẳng cần hướng dẫn anh em chơi combo ra làm sao, bởi vì nó quá là quen thuộc rồi. MC bình thường, một cái công thức mà có lẽ anh em nào đi học đều có biết hết. Là Zuka thì cũng vậy, là một con tướng mà anh em chơi đi cơ bài ai cũng biết hết, từ cái thời nó mới ra mắt bá cháy đến thời giảm sức mạnh phế vật, đến cái thời nó tăng sức mạnh lại rồi đó lại trở lại với anh em chơi đi cơ bài. Nó có tăng có giảm, nhưng bây giờ đang hot thì anh em cứ chơi đi nha. Cái combo ấy thì các bạn thực hiện nó có nhiều kiểu lắm. Rồi có mạng rồi tốc biến ra bạn lên bảng cùng với bạn đấy luôn. Vẫn đủ đam trụ bắn đau thực sự luôn. Combo thì có nhiều kiểu lắm, tùy khoảng cách mà chúng ta combo nhé. Gần rồi thì cứ chiêu 2 đánh thường chiêu cuối, đánh thường chiêu 1 lên bảng đánh số thất địch luôn. Còn nếu xa hơn thì các bạn có thể ra mồi, cái là chiêu cuối tốc biến. Đó là cái combo được biến nhé.
Không thì anh em có thể là dùng lướt cái chiêu 2 lên hoặc là chiêu 1 một phát mồi rồi nhảy chiêu cuối xuống. Và dùng những chiêu tiếp theo có cái chiêu gì xài cái chiêu đó. Nhưng cái điều quan trọng đó là dùng một chiêu bất kỳ phải đánh thương luôn. Và các bạn thao tác chiêu thức đánh thương càng nhanh thì cái độ múa anh em chơi Zuka múa nó càng nhanh nha. Arthur giạt xuống đây thì mình xử lý. John không ai bảo kê. Thơ lao lên thì ai bảo kê nữa rồi. Ở trận đấu này thì bạn bảo kê thì cũng có đấy ha. Nhưng mà bảo kê là Richter. Richter thì Richter lúc lùm. Mà lúc lùm cũng hay nhá. Đâu phải nhất thiết chúng ta cứ giơ cái mặt cho team bạn chơi mới là SP hay. Mà là chất tướng lúc lùm thì phải lúc lùm thôi. Có lẽ mình nên là mình chết nha. Nên mình không có ham. Ok biến về tí. Bộ này thì có lẽ là tướng thì cũng làm được kha khá rồi. Nên là cũng rất là mong anh em có yêu cầu mình làm con tướng nào nhiều nhớ comment. Tất nhiên là mình vẫn ưu tiên làm những con tướng mạnh nhiều trong mùa 22. Ví dụ như con Zuka này hay là con John. Một con tướng bá chủ đường rồng. Được thích nhiều anh em thích chơi dù John đầu game có fit có phế thì nó vẫn có đổ. Bởi vì tốc độ farm nhanh, xài luyện kim và late game nó thực sự là một con tướng quái vật, nó cứ một sấy là bay màu, hai sấy bay màu hoặc là ba sấy bay màu thôi, không tướng nào đỡ được bốn sấy của nó. Nói chung là nó quá ghê gớm như vậy nên là top 1 AD nên mình có thể làm thêm những clip về John nha anh em ơi. Tướng mạnh mà phải làm nhiều đấy anh em biết là tướng mạnh anh em chơi đâu anh. Rồi có mạng chắc chắn luôn. John thì không có bảo kê, chỉ là cái bao cát cho la là cho gấu chơi thôi. Anh em muốn counter John thì cũng có thể chơi gấu nhé, bởi vì gấu đủ cơ động để bắt John. Rồi để mình xử lý cho. Kéo với cái chả móc này. Cái con Enzo là một con tướng có thể nói là kén người chơi. Ít anh em chơi được vị tướng này tốt lắm anh em ơi. Mặc dù nó khỏe khi mà anh em biết chơi nhưng thường là ít anh em thể hiện được cái sức khỏe của cái con Enzo. Anh em cắt đầu mồi duy nhất trong game Nova để anh em ơi. Ok mình tới đây. Có mát ở đâu mình tới ở đó. Hỗ trợ team thì kiểu phong cách của mình là hỗ trợ team nha. Quả này đến hơi mượn rồi. Đến hơi mượn rồi. Không đủ đam nên bỏ nha. Cố dướn theo là chết đó anh em ơi. Đây là xử lý thanh niên này. Ok bây giờ thì chúng ta tản ra farm cướp sạch rừng team bạn lấy trụ đi. Chứ nãy giờ là dù team mình có lợi thế là vàng cũng khá khá là nhiều so với team bạn rồi. Nhưng trụ thì cũng chưa được hơn nhiều lắm anh em ơi. Nên là hết cái dàn trụ ngoài và ăn xê xa đi. Solo không bạn ơi. Tất nhiên là móc hụt là không solo được rồi. Ok đã đủ hồi chiêu nha. Sau khi đủ hồi chiêu rồi thì anh em có thể lên cái đồ thánh kiếm hoặc là sử dụng cái nanh cho Zuka. Hai phong cách này đều ok nha. Với cái bảng ngọc của Zuka thì các bạn theo dõi phần mô tả video clip của Mô Việt như mọi khi. Và cũng đừng quên là nhớ like clip ủng hộ mình nha. Chứ đừng như cơn gió đến rồi lại đi. Buồn lắm anh em ơi. Ok tiếp tục comeback này sau đây anh em nha. Dạo này cái vấn đề họng nó lại tiếp diễn rồi. Giống như cái đợt mà bị Covid ý. Nhưng mà nhớ cái hồi đó là kỷ niệm buồn. Bởi vì hồi đó là cái đợt mình bị giảm view rất là nhiều do là bị cái họng nó đau. Thế là cũng cố gắng là uống thuốc để hồi phục sớm anh em ơi. Ok tiếp tục nha. Chơi con này thì chúng ta phải hack mạng được. Bởi vì con này là con tướng late game rất là khỏe. Nên là đến tầm bây giờ là đến cái thời điểm đỉnh cao của mình đi săn mạng rồi anh em ơi. Có lanh chỉ còn một đồ nữa là full thôi. John tầm này một nhảy là lên bản đánh số thôi. Không nói nhiều. John tầm này sẽ không được chơi với anh gấu đâu. Nếu mà gấu chăm sóc đặc biệt cho John hay cho những con tướng máu mỏng Iruia, Enzo thì chỉ có lên thớt thôi. Victor thành cũng tốt đấy anh em ơi. Mình chưa có tốc biến, chưa có tốc biến là mình nào vô mình bắt rồi. Enzo chết nhà. Ok. Cứ từ từ đẩy trụ lên là win thôi. Cũng không nên quá vội nha. Các bạn dướn theo là không có góc chơi là cũng bị John sấy chết đấy anh em ơi. Hay lắm anh em ơi. Richter nè. 11 mạng. Sương sương phải cố gắng tầm 15 mạng đi. Bởi vì chơi gấu là phải hack mạng mà. Nói chung là mình nhanh lắm. Chơi con này là muốn giết nó là cũng là một cái gì đó hơi khó nếu các bạn biết giữ mạng nha. Biết giữ vị trí nữa. Bắt AD đó đấy. Ok. Này Illumia. Illumia tí thì mình chết rồi.
khống chế cũng khó chịu phết anh em ơi. Enzo này mà thôi, còn dí máu này, không không chơi trò nguy hiểm anh em ơi. Nếu mà mình còn đâu đây là tầm 2k máu là mình chơi lúc luôn mình giết rồi. Cái này mà khi đến thời điểm có đồ anh em hoàn toàn có thể chơi lúc luôn một đoàn thương di chuyển tướng địch để có thể combo một phát chết luôn nha. Combo bất ngờ thì lúc nào cũng dễ chết tướng địch rồi, còn nếu mà chúng ta chơi kiểu là để tướng địch nhìn thấy thì cái con Zuka này nó cũng không quá là lợi hại đâu, bởi vì tướng địch thấy đồ thì mình sẽ khó chơi, một phát choáng anh em cũng may màu thôi. Hoặc là gặp con tướng sát thủ khác, con nào đánh trước con đấy win anh em ơi. Từ từ nha, sắp có chiêu cuối rồi, chiêu cuối có mà John ở lại thì chém luôn. Ây da, Richter, Richter, Richter Richter chơi mình kìa, mình có giáp nha, lên 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 nào, đòi chơi mình 15 mạng đủ anh em ơi. Giờ này 16 mạng này, ok win rồi nha. Có mỗi Illuvia Winna thì chạy làm sao được, ui mình mất giáp, mất giáp nhưng còn Na kia nào ơi chém luôn. Ok, video clip vô Việt chơi gấu Zuka có lẽ đến đây hết rồi. Chúc tất cả các anh em đã dành thời gian quý báu của vô Việt và các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Một phát vô luôn, ai ra thì cho lên thất luôn nha. Ờ, bạn Enzo đầu mòi, thanh niên các đầu mòi móc ai vậy? 17 mạng. À thờ nữa nhưng mà thôi, thái nhà đi anh em ơi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.